Vì khách mê tín chỉ thích số 9 của bà chuồng ma túy Oanh Hà. Điều tra vụ thầy giáo ở Bình Dương bị tố dở cho xấu xa với học sinh. Xét nghiệm độc chất trong vụ 6 học sinh ngộ độc thực phẩm tại trường. Ra mắt bộ tem chào mừng 75 ngày giải phóng thủ đô. tôn vinh giá trị di sản dân ca quan họ. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Việt Nam Plus. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong bản tin. Còn bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ bà trùm ma túy Oanh Hà trong cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc Lưu Tài Lương là khách quen của Oanh Hà Do đó, bà trùng này nắm rõ tính cách mê tín, chỉ thích số 9 và nhận ma túy vào lúc 13 giờ kém của Lương. Trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chân ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận, cơ quan tố tụng cáo buộc Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh Hà, quê Hải Phòng chỉ đạo điều hành nhiều nhóm đối tượng để thực hiện việc vận chuyển, mua bán tàng trữ ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, Khoảng tháng 4 năm 2022, theo chỉ đạo của Lê Thị Kim Hường, Nguyễn Duy Khánh, 64 tuổi, quê Kiên Giang, nhận 4 hộp ô tô cũ, sau đó tháo rỡ lấy ma túy nhưng không nhớ số lượng bao nhiêu loại ma túy gì. Cùng ngày hôm đó, thì Hường chỉ đạo Khánh đóng 36 bánh heroin và một thùng cát tông giao cho Nguyễn Anh Bảo Quốc, năm tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm đó, Oanh Hà chỉ đạo Quốc đi nhận ma túy từ Khánh để giao cho Lư Tài Lương, năm tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh khách mua ma túy của Oanh. Quốc sau đó bảo Nguyễn Thành Thắng, 34 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, đi nhận ma túy từ Khánh. Thắng liền đi xe máy đến đối diện Bách Hóa Xanh, Hóc Môn đợi Khánh. Sau đó, Khánh đi xe máy đến chỗ Thắng rồi dẫn Thắng đi lòng vòng qua vài con đường đến chỗ vắng người, rồi mới giao thùng cắt tông chứa ma túy cho Thắng. Thắng và Quốc cùng chở thùng giấy chứa ma túy chạy đến nhà Lư Tài Lương ở đường Bến Bình Đông để giao ma túy theo chỉ đạo của Oanh. Gần 13 giờ, Quốc và Thắng gặp Lương. Trước khi bê thùng ma túy vào nhà, Lương bo cho Thắng 500.000 đồng. Theo cáo trạng, trong thùng các tông có 36 bánh heroin. Sau chuyến vận chuyển này, Thắng được Quốc trả công 10 triệu đồng. Trước khi giao hàng, Oanh Hà nói với Quốc rằng Lương rất mê tín, chỉ thích số 9 và nhận ma túy vào lúc 13 giờ kém. Do vậy, Quốc yêu cầu Thắng phải giao ma túy cho Lương vào khoảng thời gian trên. Khoảng tháng 4 năm 2022, Vũ Hoàng Oanh chỉ đạo Quốc lấy 15 gói ma túy đá 15 kg từ Khánh. Sau khi nhận hàng, Quốc mang về nhà cất. Cùng thời điểm này, Oanh cũng chỉ đạo Nguyễn Văn Nam, 34 tuổi ở Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh nhận ma túy từ Quốc để chuyển về Hải Phòng tiêu thụ. Tuy nhiên, Nam đã điều Nguyễn Thị Thanh Thủy là em ngoài xã hội và Lương Thị Thu Huyền, bạn gái, vào thành phố Hồ Chí Minh thay anh ta gặp Quốc để nhận 15 gói ma túy đá trên. Thủy và Huyền đi máy bay từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh rồi mua két sắt thuê trở đến quán nhậu của Quốc tại số 273 Gò Dầu, phường Tân Phú, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây Quốc giao cho Thủy, Huyền thùng các tông chứa hàng. Ở quầy thu ngân, Thủy và Huyền đóng 15 gói ma túy đá và trong két, chèn thêm miếng xốp bìa các tông bên trong. Xong việc khóa két lại, Huyền cầm chìa khóa để mang về Hải Phòng giao cho Nam. Còn kết sắt chứa ma túy thì giao lại cho quốc. Sau đó chiếc sắt này được vận chuyển qua công ty vận chuyển của Phạm Thế Anh rồi giao cho Nguyễn Văn Nam tại 126 Lũng Đông, quận Hải An Hải Phòng và bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thu giữ. Ngày 11 tháng 10 mạng xã hội xuất hiện thông tin phụ huynh tố giác hành vi không đúng chuẩn mực của một thầy giáo đang công tác tại trường Trung học cơ sở Võ Trường Toàn, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương theo nội dung tài khoản này đăng tải nam giáo viên đã có hành vi dở trò xấu xa lạm dụng chức quyền xâm phạm học sinh và sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút hàng trăm lượt bình luận chia sẻ được biết giáo viên bị tố trong bài viết là thầy vdl trưa cùng ngày lãnh đạo phường dĩ an cho biết địa phương cũng đã nắm sơ bộ về vụ việc trên công an thành phố dĩ an đang thụ lý giải quyết nên chưa có thông tin cụ thể vị này cho biết thêm phía công an đang thực hiện lại tất cả các khâu để có báo cáo cụ thể về vụ việc trên khi có báo cáo địa phương sẽ cung cấp thông tin Liên quan đến 6 học sinh trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn quận 3 nghi ngộ độc thực phẩm, ngày 11 tháng 10 Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với Sở An toàn thực phẩm thành phố và nhà trường tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất nhằm ngăn chặn kịp thời tránh để xảy ra các trường hợp ngộ độc tương tự. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã khẩn trương phối hợp với Trung tâm Y tế quận 3 điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ và can thiệp theo quy trình xử lý các trường hợp ngộ độc thực phẩm. Trong số 6 học sinh xuất hiện triệu chứng, có 5 học sinh đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn để theo dõi và điều trị. Một học sinh còn lại nằm ở phòng y tế của trường. Đến 17 giờ cùng ngày, tình trạng sức khỏe của các học sinh đã ổn định, tỉnh táo và được khuyến cáo tiếp tục theo dõi tại bệnh viện trong vòng 24 giờ. Theo điều tra ban đầu ghi nhận có 6 bệnh nhân đều có biểu hiện đau bụng, trong đó hai trường hợp có thêm triệu chứng nôn ói. Các triệu chứng này xuất hiện sau khoảng 2 giờ 30 phút đến 3 giờ sau khi ăn. Các học sinh thuộc 4 lớp khác nhau là 11A8 3K, 11A1 1K, 11A4 1K và 12A15 1K. Các học sinh không ăn cùng một bữa khác ngoài trường và 5 trên 6 bệnh nhân ăn sáng tại nhà với gia đình chưa ghi nhận triệu chứng tương tự ở những người ăn cùng bữa. Qua ghi nhận, các học sinh trên đều ăn bữa trưa bán chú tại trường vào lúc 11 giờ 30 phút với món bún gạo xào thịt nướng, nem nướng và canh hẹ. Tổng số suất ăn được cung cấp trong ngày là 10 trên 10 là 1.393 suất, bao gồm 1.348 suất bún gạo xào, 26 suất ăn chay và 19 suất cháo. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp nào có triệu chứng tương tự ở giáo viên và nhân viên nhà trường. Được biết, suất ăn bán chú tại trường do một công ty tại quận 1 cung cấp, thức ăn được chế biến sẵn và vận chuyển đến trường bằng xe tải khoảng 10 giờ sáng, sau đó được phân phối theo từng khay và phục vụ tại phòng ăn của trường. Dụng cụ ăn uống được thu gom và mang về cơ sở để xử lý. Theo báo cáo từ nhà trường, trong các ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 10, trường ghi nhận trung bình 10 học sinh nghỉ học mỗi ngày, trong đó khoảng 4 trường hợp nghỉ vì bệnh. Không có trường hợp nào nghỉ học do các triệu chứng tiêu hóa. Hiện tại nhà trường đang phối hợp với cơ quan y tế tiến hành điều tra nguyên nhân và đánh giá nguy cơ nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Những biện pháp can thiệp tiếp theo sẽ được triển khai sau khi có kết quả điều tra cụ thể. Sở y tế đã chỉ đạo bệnh viện theo dõi sát và điều trị cho các bệnh nhi, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với Sở An toàn thực phẩm thành phố trường cho học phổ thông Lê Quý Đôn, tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất nhằm ngăn chặn kịp thời, tránh để xảy ra các trường hợp ngộ độc tương tự. <laughs> Liên quan đến vụ 15 khoản thu trong một phiếu thu tại một trường tiểu học, chiều ngày 10 tháng 10, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thủ Đức đã có văn bản phê bình hiệu trưởng trường tiểu học Lương Thế Vinh đồng thời xử lý vụ việc tại trường này sau khi xác minh, thu thập tài liệu tại cơ sở. Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức đã ban hành công văn số 1875 GZDT chấn chỉnh công tác quản lý thu chi của trường tiểu học Lương Thế Vinh, yêu cầu hiệu trưởng nghiêm túc khắc phục ngay các nội dung cụ thể, thực hiện thời khóa biểu theo đúng quy định, căn cứ văn bản chỉ đạo số 5432 SGZDT, GZTH ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày 10 tháng 10 ban hành thời khóa biểu chính thức, thực hiện công khai và gửi đến giáo viên, phụ huynh học sinh, trường tiểu học Lương Thế Vinh phải hoàn trả tiền thu cho hoạt động giáo dục của chương trình nhà trường thời gian từ mùng 4 đến 20 tháng 9. Trường chỉ thực hiện thu từ ngày 22 tháng 9 theo thời gian trường đã triển khai. Thông tin và có phiếu thu đăng ký của cha mẹ học sinh chọn lựa các hoạt động giáo dục của chương trình nhà trường đồng thời văn bản yêu cầu trường sắp xếp thời gian học bơi cho học sinh phù hợp không tổ chức vào giờ ra chơi yêu cầu lấy ý kiến cha mẹ học sinh để có thể tổ chức sau giờ chính khóa nhà trường cũng phải hoàn trả tiền dịch vụ sử dụng máy lạnh tiền điện chi phí bảo trì máy lạnh chi phí thuê máy lạnh đối với các lớp thực hiện chương trình tích hợp đã có trang bị máy lạnh cũng theo ông Vĩnh Nguyên phòng giáo dục đào tạo thành phố Thủ Đức đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về những vấn đề mà báo tuổi trẻ online đã phản ánh trong bài 15 khoản thu từ phiếu thu của trường tiểu học Phụ huynh ngã ngửa, báo cáo này cũng phải giải thích rõ các khoản thu tại trường này. Trước đó trường tiểu học Lương Thế Vinh từ mùng 5 đến 22 tháng 9 không cung cấp thời khóa biểu cho học sinh, không công khai minh bạch dạy học các môn ngoài giờ lên lớp đến phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, phụ huynh còn phản ánh tình trạng phụ huynh không đăng ký môn tự nguyện nhưng giấy báo thu tháng 9 của trường vẫn tính tiền các môn ngoài giờ lên lớp. Từ 22 tháng 9 mới họp phụ huynh học sinh, lấy ý kiến về các khoản thu, trong đó có khoản thu các môn học ngoài giờ lên lớp nhưng học sinh vẫn bị tính tiền các môn học ngoài giờ lên lớp cả tháng 9, khiến phụ huynh rất bất bình bức xúc. Sáng 11 tháng 10, Công an huyện Krong Park cho biết vừa khởi tố 22 đối tượng để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng. Được biết, 22 đối tượng này đã dùng nhiều loại hung khí gây dối trên quốc lộ 26, rồi quay phim, chụp hình, đăng lên mạng xã hội. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, các đối tượng Mai Đăng Nguyên sinh năm 2007, Mai Tiến Đạt sinh năm 2005 và Nguyễn Quốc Thiện sinh năm 2006, cùng chú tại xã Hòa Tiến đến xã Ya Phê, huyện Krong Park để chơi, rồi xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trên địa bàn. Sau đó Đạt kể lại sự việc cho Hồ Thanh Minh Chiết, sinh năm 2007, chú tại thị trấn Phước An, Lúc này, Chiết bàn với Đạt rủ thêm 29 đối tượng khác và khoảng 10 xe máy đi tới bờ hồ Tân An, thị trấn Phước An để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, các đối tượng đã mang theo nhiều hung khí như dao, cuốc, đá, ná, cao su. Khi đến địa bàn xã Ia Phê, do lo sợ nên ba đối tượng bỏ về trước. Khi đến điểm hẹn nhưng không thấy đối phương xuất hiện, các đối tượng điều khiển xe lặng lách đánh võng, dùng dao và cây gỗ cà xuống đường, rồi la hét chụp ảnh, quay phim, đăng lên mạng xã hội. Sự việc khiến nhiều người dân xung quanh và người đi đường lo sợ. Nhận được thông tin, công an huyện Krông Park nhanh chóng triển khai lực lượng, vây bắt các đối tượng đưa về trụ sở công an. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp các hung khí. Vừa qua, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng ba ba đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đã kết thúc phần tranh luận. Trước khi vào nghị án hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng. Bị cáo Trương Mỹ Lan là người đầu tiên được nói lời sau cùng, trước khi trình bày lời nói sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan gửi lời cảm ơn sâu sắc tới hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát và các cán bộ trong các trại giam trong suốt khoảng thời gian 2 năm 5 ngày bị tạm giam. Bị cáo Lan cũng hứa sẽ không làm cho Đảng và nhà nước và các cơ quan thất vọng, bị cáo sẽ ưu tiên khắc phục hậu quả cho hàng chục ngàn người dân. Bà Lan cho biết khi đứng trước tòa hôm nay, bà phải trả cái giá quá đắt. Bị cáo xác định đây là định mệnh và tai nạn nghề nghiệp. Cả cuộc đời bà không bao giờ quên được vì cái tên Trương Mỹ Lan mà ảnh hưởng đến hàng trăm gia đình. Bà Lan cho hay bây giờ, bà không biết cầu cứu ở nơi nào, bà chỉ là người dân thấp cổ bé hỏng, bà chỉ biết xin hội đồng xét xử và viện kiểm sát, xem xét, cứu giúp. Nói thêm, bà Lan cho biết cuộc đời mình có ba ước mơ, thứ nhất là xây bệnh viện đa khoa quốc tế, thứ hai là xây nhà ở xã hội và thứ ba là xây trường học cho người dân khó khăn nhưng đến nay ước mơ chưa hoàn thành nhưng đã phải thất bại do định mệnh Bị cáo Lan cũng nói trong đại dịch COVID-19, bị cáo đã mua 25 triệu liều vaccine và giúp nhà nước mua thêm 25 triệu liều, tổng là 50 triệu liều nhưng chưa bao giờ bị cáo đi kể công. Ngoài ra, bị cáo Lan còn xin cho chồng là ông Chu Lập Cơ, cháu là Trương Huệ Vân và em dâu là Ngô Thanh Nhã, được giảm nhẹ hình phạt, trong đó xem xét cơ chế hình sự đặc biệt cho Nhã được tại ngoại để tiếp tục xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tại Bình Chánh, để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, đồng thời xem xét cho các bị cáo còn lại được hưởng mức án nhẹ nhất có thể. Hòa chung không khí kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, góp phần tuyên truyền về mốc son và ý nghĩa lịch sử to lớn này, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem chào mừng 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024. Bộ tem gồm một mẫu tem và một block giá mặt là 4.000 đồng và 15.000 đồng. Bộ tem đã khắc họa một Hà Nội kiêu hùng những ngày lịch sử, một Hà Nội năng động, tiên phong trong những ngày hòa bình, với phong cách thiết kế ấn tượng cùng với những hình ảnh cô đọng. Bên cạnh mẫu tem, mẫu blog cũng ấn tượng với những hình ảnh tiêu biểu cho quá khứ và tương lai của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Nền tem là những di tích lịch sử song hành cùng với tòa nhà cao ốc hiện đại. Văn hóa truyền thống cùng sự phát triển hiện đại đã tạo nên một màu sắc rất riêng của Hà Nội. Phía trên là thước phim ký ức ghi lại lịch sử hào hùng những ngày giải phóng. Phía dưới là mẫu tem trong blog với những công dân Hà Nội khi thế hân hoan chào mừng ngày giải phóng thủ đô. Phần nền là khuê văn các, văn miếu, quốc tử giám, ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Bộ tem có khuôn khổ tem là 32 x 43mm, khuôn khổ block là 100 x 80mm do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ mùng 10 tháng 10 năm 2024 đến 30 tháng 6 năm 2026. Trước đó, một số bộ tem đã được phát hành có chủ đề kỷ niệm, ngày giải phóng thủ đô đã được phát hành và ghi nhận phản hồi tích cực từ nhân dân. Mới đây, Liên đoàn Dân ca quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ 8 năm 2024 diễn ra tối mùng 10 tháng 10 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức. Tại Liên hoan Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, Trương Quang Hải cho biết, Dân ca quan họ là món quà tinh thần quý giá, mang trong mình những giá trị văn hóa lịch sử và nhân văn sâu sắc. Những lời ca, giai điệu của Dân ca quan họ không chỉ đơn thuần là âm nhạc, còn chứa đựng tâm hồn, tình cảm và trí tuệ của biết bao thế hệ các liền anh liền trị vùng quê Kinh Bắc qua từng câu hát, chúng ta cảm nhận được tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước và sự gắn bó mật thiết với văn hóa dân tộc. Theo ông Trương Quang Hải, thực hiện đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, tỉnh triển khai nhiều dự án sân khấu học đường, mở mã ngành đào tạo nghệ thuật biểu diễn dân ca quan họ, tổ chức trên 300 lớp truyền dạy quan họ. Từ 18 làng quan họ cổ của huyện Việt Yên, đến nay phong trào bảo tồn và phát huy dân ca quan họ lan tỏa rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 100 câu lạc bộ dân ca quan họ, gần 2.000 hội viên. Bắc Giang có hai nghệ nhân nhân dân, 16 nghệ nhân ưu tú được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu và hàng trăm nghệ nhân có khả năng truyền dạy di sản. Nhiều nghệ nhân tham gia hoạt động biểu diễn quan họ trong nước và quốc tế. Một số tổ chức hội những người yêu quan họ được thành lập như là Trung tâm Văn hóa Quan họ truyền thống khu vực Bắc Giang, Hội Văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Giang. Liên hoan được tổ chức hai năm một lần là sân chơi đặc biệt hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ nhân, diễn viên và những người yêu thích quan họ trong toàn tỉnh. Tham dự liên hoan năm nay có 300 diễn viên, nghệ nhân, nhạc công đến từ các đội nghệ thuật của 10 huyện, thị xã, thành phố và hội văn hóa quan họ tỉnh Bắc Giang. Mỗi đơn vị biểu diễn một chương trình từ 30 đến 35 phút với các tiết mục hát đơn, hát đôi, hát tốc ca, hát đối đáp nam nữ, có nhạc đệm hoặc không có nhạc đệm, Ban tổ chức khuyến khích các bài hát được siêu tầm mới, sử dụng trang phục truyền thống dưới hình thức sân khấu hóa. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu, trang phục đẹp mắt, các liên anh liên chị đem đến cho khán giả những tiết mục biểu diễn sinh động hấp dẫn như Trên rừng 36 thứ chim, rẽ phượng chia loan, vui bốn mùa. Liên hoan diễn ra vào ngày 11 tháng 10, ban tổ chức trao giải toàn đoàn và trao giải ABC khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc. Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!